nếu được gặp tôi chém đầu đó, giết luôn, giết luôn không, giết luôn. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Huỳnh Kha Vlog. Hiện tại Kha đang có mặt ở cánh rừng thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận. Tình cờ đi ngang khu vực này, Kha phát hiện được một hoàn cảnh cũng khá đặc biệt sống ở tại nơi này, đó là một ông lão nghe nói đã ngoài 80 tuổi rồi. Nhưng mà ông sống một mình ở trong một căn chòi rách nát của bác anh chị. Lúc nãy Kha có hỏi những người đi đường xung quanh đây, người ta nói lại là vợ ông đã mất rồi và hiện tại ông sống chỉ có một mình thôi. Con cái thì nghe nói đã lập gia đình ở riêng hết rồi. Hiện tại ông sống một mình rất là vất vả và rất là đáng thương ở trong căn chòi này. Hôm nay Kha đến đây để tìm hiểu, hỏi thăm xem thử vì sao ông sống như vậy ở trong khu vực này nha. Bây giờ mời cả nhà hãy làm video cùng với Kha nhé. Hồi đứng dưới cái điều chào cho nó mát mà nãy giờ mình chào mình nghe rột rột ở trên đây hoài luôn các bác anh chị. Cứ giống như có con... Ui trời, biết ngay mà bảo này. Ủa mất rồi. À vâng, bà chạy qua kia rồi. Cái bà tắt ký cả nhà ơi. Kia trên đầu. Nãy giờ mình đứng mình chào mình cứ nghe rột hoài à. Tưởng đông rắn tí ra là bà tắt ký. Ở trên mấy cái điều này ưa có những con rắn nó bò đây đó mà nha. Nhiều khi mình không biết, mình đang nói ở trên nó phóng xuống cái đầu mình cái là mệt luôn á. Phải cẩn thận đề phòng. Ui, ở trong cái cây điều này có cái lũ gì ghê vậy ta. Ui. Ôi. Nói chuyện nãy giờ mới để ý nha, cái gốc điều này nó khủng khiếp luôn các anh chị. Cái gốc điều này chắc cũng phải là 40-50 năm. Rất là to luôn nha, to khủng khiếp luôn. Ui. Sao điều nó rụng. Bây giờ mình sẽ đi qua căn chòi của ông để tìm hiểu xem thử các bác anh chị. Chòi của ông kia cả nha. Ui, ui, con gì? Ủa, con ông sao? Ôi, con ông nó bay vô tay khánh đậu, may không nó để khao một phát rồi. Ở đây là nguyên một cái đám rẫy không của anh chị. Hình như là người ta chuẩn bị trồng cái gì đó nhưng mà mưa quá nước người ta chưa trồng được nè. Hiện tại bây giờ ở trên rừng này mưa lắm cả nhà. Lúng nó lúng. Lúng của mấy anh chị. Đó, đi không cẩn thận lúng à. Ồ, cái căn chòi này nét thiệt đấy chứ. Nếu thật sự mà ông sống ở đây quanh năm suốt tháng chắc cũng căng lắm rồi cả nhà. Căn chòi nhìn nét thật. Ui. Ui, ông ngồi đây. Dạ con chào ông ạ. Dạ con chào ông. Con chào ông ạ. Con chào ông nha. Dạ hôm nay con đến thăm ông. Dạ con qua hỏi chuyện một chút. Ui. Ui cái dây phơi đồ cả nha. Ui qua đây. Dạ con chào ông nha, ông cho con hỏi thăm mình một chút nha. Dạ. Dạ ông ơi, ông cho con hỏi, mình sống ở đây có một mình hả ông? Dạ, có một mình ông à. Sống một mình như vậy, không có vợ có con gì hả? Dạ, mất rồi, chết rồi. Vợ ông mất lâu chưa? Mất lâu rồi, mấy năm nay rồi. Bị bệnh gì mà mất vậy ông? Bệnh đau á. Đi bệnh viện, chết bệnh viện luôn. Ôi ơi, đi xuống bệnh viện rồi mất với bệnh viện luôn hả? À, phải trở lại lại. Luôn vậy? Lại. Ờ. Rồi vợ mất rồi, con cái ông đâu? Con cái dưới làng đó, có nhà có cửa rồi. Sao mà mình không ở chung với con mà mình lên đây mình ở một mình ở đây không, gì không?
lâu lâu đi ra đi còn ở đây là ở rẫy. Dạ. Rẫy. Đây nuôi gà nuôi bà ba. À dạ. Làm gì được ạ? Ủa? Chứ ông không có về làng ông ở chung với con mình hả? À? Không. Ông sống ở đây chỉ có một mình vậy thôi đó hả? Dạ. Ông đừng có dạ ông ơi, ông lớn rồi, con nhỏ con nói chuyện ông đừng có dạ, con tổn thợ chết. Ông sống ở đây được bao lâu rồi ông? Hai năm nữa rồi. Hai năm rồi? Ừ, hai năm rồi. Dạ. Ông lên trên đây á, ông con thấy ông là nuôi mấy con gà này nè. Dạ. Rồi ông có làm mấy cái công việc chẳng hạn như là trồng bắp, trồng khoai mì đồ không? Có. Đây là cài cháo cài nè. À. Cháo cài là trồng mì. Là miếng đất này á hả ông? Dạ. Cháo của ông cày lên hả? Hả? Cháu của ông á? À, cháo cài. Rồi trồng bắp á là trồng đồ phay mì xuống hay là cháu ông trồng hay là ông trồng? Cháu. Cháu ông? Ừ, cháu. Cháu ông trồng chứ mình làm không được nữa. Ông làm không nổi hả? Mình làm không nổi. Như cháu ông trồng xuống vậy á, rồi cái lúc mà thu hoạch á, cháu ông có cho ông tiền không? Có. Có hả? Ừ. Có đó. À. Cháu làm về đất về đất của ông. Đất của ông? À, đất của ông. Rồi cháu làm bây giờ có bắp hoặc là mì là bán có tiền là đưa ông. À. Ừ. Ui, vậy chắc bụng nha. Con thấy cái miếng đất này to lắm à. Đất còn là từ cái gốc đào đó. Từ tuốt gốc đào đó. Còn là cái từ gốc đào xuống đó là rễ người ta. Dạ. À. Thì cũng là cũng tương đối là rộng, con thấy cũng tương đối là rộng. À. Đó, đất này một mẫu à. Một mẫu hả ông? Ừ, một mẫu. Ui, ủa ông ơi, ông cho con hỏi. Cái lúc mà cháu của mình thu hoạch á, một mùa thu hoạch như vậy á, là cháu của mình cho mình bao nhiêu tiền? Được, nếu mà thu hoạch được là cũng là 1-2 triệu vậy đó. À. Mỗi lần thu hoạch mà được á, thì chỉ cho 1-2 triệu hả? 1-2 triệu. Mà thu hoạch được thì bỏ tay luôn. Thu hoạch không được thì không cho luôn. À. Làm á, thường thường á là mấy tháng mình mới thu hoạch được ông? Một năm luôn mới thu hoạch được. À, lâu vậy? Lâu. Ồ. Tới đầu mùa là đến là trong tháng 2. Dạ. À, mới thu hoạch. À. Vậy là cả năm trời mà cho ông được có 1-2 triệu à. À. Dạ. Con tưởng đâu nhiều chứ. Dạ có. Làm mì là một năm luôn. Còn làm bắp là 4-5 tháng là thu hoạch. Dạ. Vậy làm mì không, không có làm bắp nữa. Bây giờ làm mì không hả? Làm mì không. Dạ. Làm mì là một năm. Một năm mới thu hoạch một lần. À, một lần. Dạ. Ông cho con hỏi là ông bao nhiêu tuổi rồi ạ? À, năm sinh 41. Ông sinh năm 1941 hả? À, năm sinh 41 là 82. 82 tuổi rồi. 82 tuổi rồi. Đó. Ôi. 82 tuổi mà ông ở đây có một mình à? Dạ. Trời ơi. Ờ, con cháu của ông có thường lên đây thăm ông không? Thăm. Dạ. Cái chiếc xe đạp kia là của ông hả? À, của ông. Bây giờ ông còn chạy xe đạp được luôn? À, chạy xe đạp đi bộ không nổi đâu. Chân cẳng ông đau hả? Đau. Như á, mỗi khi mà ông muốn mua cái gì ông ăn á là ông đạp xe đạp đi đâu ông mua? Đi xuống quán
trong làng đó. Từ đây xuống quán xa không ông? Dạ. Từ đây xuống quán xa không? Xa không? Ý là ông đạp xe đạp đi xa không? Xa hả? Dạ, xa hay gần? Thì đạp xe đạp đi 15 phút. 15 phút? 15 phút. Nếu mà xe đạp ông đạp đi 15 phút tới làng thì cũng tương đối một quãng đường cũng khá là xa. Dạ. Dạ. Rồi xong mua xong mình đạp xe đạp về lại đi lại. Ui. Mua điều nó đụng quá đâu. Ông ơi. Vậy là con cháu rồi cũng thường xuyên lên đây thăm ông ha. Có. Ông sống ở trong cái căn chòi này á, con thấy nó trống lỏng trống thiên à, trời mưa có tẹt không ông? Không à. Ông có chắc là không tẹt không? Canh tối ông ngủ ở đâu? Giọng à. Cái giọng đó hả? À. Trong cái này đâu có cái giường đâu phải không ông? Dạ. Trong nhà ông này đâu có giường đâu phải không? Tèn giọng không á? Có. Có giường mà không ngủ giường là ngủ... ngủ... giọng à. Ngủ giọng không à hả? Ừ, ngủ giọng à. Nó quen rồi hay sao ông? Ừ, quen. Con thấy cái gì của nó vậy ta? Ủa con gà nó bư đất văng lên con tưởng cái gì? Con gà. Con gà nó bư đất văng lên. Con tưởng cái gì chứ? Gà. Dạ con gà. Ông ơi, ở đây ông nuôi gà nhiều không? Ít à. Mấy con à. Được dạ. Được 20 con không ông? Dạ. Sao mình không nuôi nhiều một chút để cho có bán không, tiền? Không có thức ăn. À, con lúa à. Nuôi gà với con lúa à. À, mình nuôi lúa nhiều. Lúa phải mua. Nuôi nhiều quá không có lúa cho ăn hả? À. À. Ui. Trời ơi trời. Hẩu ghê ông ơi. Mình ở đây con thấy trống lỏng trống thiên gì à. Ông nuôi gà rồi, ông không có rào hàng rào rồi, ông giữ rồi nó đi mất làm sao? Dạ. Ở đây con thấy nó trống lỏng mà, không có hàng rào. Rồi ông nuôi gà rồi nó chạy mất làm sao? Không có chạy đâu. Trời ơi, người ta trộm rồi mất. Người ta có trộm luôn hả? Ừ, trộm mấy lần rồi. Trời ơi. À, bởi vì tôi ngủ trên này là nuôi gà là phải là... Tại ngủ đêm là trời được trộm. Trời. Họ ăn trộm của ông nhiều không? Dạ. Họ ăn trộm của ông mấy con gà? Có một lần là trộm là 2 con, 3 con. Ừ. Mấy lần nữa. Ừ. À, mười mấy con nữa. Trời. Mười mấy con. Ông sống một mình như vậy, ông nuôi gà, có mấy con gà mà nó cũng bắt trộm nữa hả? Hả? Ông biết ai không? Không biết. Ông không có nhìn thấy được cái mặt họ không? Không. Trời ơi. Bữa nào ông canh me hỏi coi, ông canh me ông nằm ông rình thử coi họ vô họ bắt ông lấy cây ông đặt. Nếu được gặp tôi, chém đầu chứ. Trời. Nếu gặp là ông chém luôn không? Hả? Ghê gì không? Chém đầu luôn, ăn trộm gà. À, ăn trộm là ông ghét lắm không? Ghét. Ông nói vậy chắc con nghĩ ông ghét ăn trộm lắm. Ông đòi chém luôn mà. Gặp, nhưng mà gặp với cái thằng ăn trộm, giết luôn. Giết luôn không? Giết luôn. Gà mà bắt của ông tới mười mấy con gà luôn mà. Hả? Ồ. Từ mười mấy con gà, nếu mà bán ra chắc cũng cả triệu mấy, 2 triệu bạc. Hả? Trời ơi. Gà bán mắc lắm. Dạ, nếu mà là 100 mấy. Dạ. Mà mười mấy con mà nếu mà con gà trọng trọng cỡ này thì bán cũng được 1 triệu mấy, 2 triệu ở. Hả? Mấy con đó. Ờ, ác dữ vậy. Thì ở đây là nuôi ít gà thôi. Mà không có nuôi nhiều thì không có lúa ăn. Nuôi nhiều không có lúa ăn. À, không có lúa. Rồi nó bắt hết cũng vậy à? Lúa này nuôi ít nghĩa là mua không à? Dạ. Mua lúa không à? Dạ.
Nó bắt hết cũng vậy à, con thấy ông nuôi nhiều nó bắt hết cũng vậy à. Nuôi ít ít như ông nói đúng á, con thấy ông nuôi nhiều nó bắt hết cũng như không à. Hình như ông bị nặng tai phải không, con nói nhỏ ông không nghe hả? Dạ. Nặng tai. Dạ. Trời ơi, thấy thương cả nhà, ông sống có một mình đây à, mà nuôi mấy con gà mà bị nó bắt trộm nữa. À, bắt trộm nữa. Trời ơi. Trời ngắn vậy trời. Ờ, sống ở đây á, rồi cái điều kiện nó khó khăn như gì nè. Rồi hàng ngày á, ông có đi làm được cái gì để ông kiếm tiền không? Không làm cái gì đâu. Mình không làm cái gì tiền đâu, mình sống ông. Có làm đi kiếm chay bán. Ủa? Là ông đi lượm dĩa chay á hả? Hả? Ồ. Ủa là mấy cái chai này ông lượm về nè hả? À, lượm về rồi. À, chai lồi này là ông lượm. Mấy ông mua đất đó. Dạ. Mua. Ồ. Vậy là ông cũng đi lượm dĩa chay nữa hả? Dạ. Trời ơi trời. 80 mấy tuổi sống một mình, đi lượm dĩa chay kiếm sống cả nhà. Nuôi gà thì bị bắt trộm. Ông có đi lượm phân bò ông bán không? Dạ. Ông có đi lượm phân bò ông bán không? Không. Tại con thấy mấy người ở miền núi người ta ưa lượm phân bò người ta bán á. Lượm phân bò hả? Dạ. Ông có lượm không? À, không. Vậy hả? Dạ. Sống ở đây như vậy ông có buồn không? Không buồn à. Ông có sợ không? Không sợ à. Con hỏi thiệt ông nha. Ông sợ ma không? Hả? Ông có sợ ma không? Không, không sợ. Hồi đó giờ ông thấy ma chưa? Không thấy. Không thấy hả? Mà xung quanh bây đây. Bây giờ ma là chết rồi, xương rồi, còn không gặp, không thấy đâu. Dạ, chết còn bộ xương không mà không thấy. À, không thấy à. Dạ, ở đây có ai thấy ma không ông? Không. Không. À. Dạ, vậy là chắc ông nặng vía. Ở đây cái chòi mình như gì á, rắn rít nó có bò vô không? Vậy. Rắn rít nó có bò vô trong cái chòi mình không? Rắn? Dạ. Nó có bò vô chòi mình không? À. Tại con đi ở trong mấy miền núi này, con đi tới mấy nhà ở trong núi, ở trong rẫy như ông rồi nè. Ưa bị rắn bò vô trong nhà lắm. Dạ. Dạ. Cho nên ông ở đây con thấy cái địa hình ở đây nó kiểu như bụi rậm đồ, với lại mấy cái nơi này thích hợp cho mấy con rắn nó trú ngụ á, con sợ nó vô nó bò vô nó ở. Có đâu. Dạ. Rắn rắn vô đâu. Nếu mà rắn vô con nghĩ chắc gặp ông chắc ông cũng lụm nó luôn à. Ông dám vánh rắn không? Không hả? Hồi đó giờ ông đi ông có gặp con rắn nào bự chưa? Rắn đi rừng gặp nhà không có gặp rắn nè. Hồi xưa ông có đi rừng không? Không. Không hả? Dạ. Tại con thấy mấy người già ở trên rừng ưa đi lên trên núi cao đồ làm rẫy làm đồ nó á. Dạ. Dạ. Tính ra cũng đỡ rồi ha. Ở đây con thấy không có nước đâu. Ông đi lấy nước uống ông lấy ở đâu? Lấy nước mương. Cái mương ở bề kia đó, hả? À. Quay ruộng đó, quay ruộng đó. Trời ơi, ông ơi, con nói ông nghe nha. Cái mương nó dơ ồm à. Dạ. Cái mương nó nước dơ lắm. Còn nước nấu, nấu ăn thôi. Dạ. Còn nước uống thì tự dưới nhà lên. À, nước uống ông về dưới nhà ông lấy hả? À, với nước sạch đó. Con tưởng ông uống nước mương đó là bệnh chết luôn à. Ờ. Dơ. Có nước là nước nấu. Là ông múc nước mương ông đựng trong mấy cái chai này á hả? Dạ. Đâu con coi thử đây. À, ông múc nước mương ông bỏ trong mấy cái chai này với anh chị. Này nè, nó vô lắm nè, cả nhà xem nè. Nó vàng khè luôn nè. Kha tưởng đâu là ông lấy mấy cái nước mương này ông múc ông uống chứ. Cũng đỡ hơn cái là ông để nấu ăn thôi. Cái can nước này là can nước uống hả ông? À, can nước uống nè. À, con coi thử coi. Cái chơi dưới nhà. Dạ. À, còn nước uống nó màu trắng, đó. Nó khác liền. Ủa?
Ông mới có cái bịch đá với lại cái ca mới hả? Đồ mới luôn nè. Này ông mua hay là ai tặng cho ông vậy? Ông tặng nãy hả? À, là nãy có người tới tặng quà cho ông đúng không? Dạ. À, dạ. Ủa, ông nấu ăn ở đây hả? Dạ. Dạ. Ồ, cái bếp của ông nhìn thốn mát quá cả nhà. Cái bếp này trời mưa chắc tanh bành té bẹ luôn á ông. Dạ. Cái bếp của ông á, ông đừng có dạ. Con nói chuyện ông đừng có dạ, con tổn thọ chết. Sao? Quen nữa không? Ý là con nhỏ ông lớn, con nói chuyện ông cứ được rồi, ông đừng có giả. Ông giả là con tốn thôi. Giả cũng được đó. Không, ở bên con là không có được. Ở bên con là người lớn nói người nhỏ giả, người nhỏ nói người lớn Con nói ông mới đúng, ông đừng có giả. Ông nói con mới giả nè. Rồi ông thật thà quá cả nhà. Quen rồi. Quen rồi hả? Quen rồi. Nhỏ lớn thì nói chuyện là tôi giả không à. Hồi xưa giờ vậy luôn hả ông? Khóc không? Không có hả? Không ờ. Ý là ở bên ông sao con không biết, chứ bên con là người nhỏ nói là người lớn người lớn nói là người nhỏ dạ thưa. Dạ. Nhìn ông thấy thương quá cả nhà, sống một mình ở đây à. Trời, ông sống ở đây giống như là ẩn danh một mình ở đây luôn á ông. Ẩn danh một mình ở trong cái khu rẫy này cũng khá là hoang vu, hẻo lánh luôn. Để con vô trong đây con coi thử trong đây có cái gì nha. Ông cho con vô đây con nhìn thử có gì trong đây nha. Con coi thử cái chòi ông có gì không. Không có. Đâu, coi ông có dấu vàng đây không? Ui ông ơi. Ông ơi. Con chó nó đẻ hả? Đẻ. Đừng nói ông nghe nè. Hôm bữa con đi vô cái nhà cái bà cô kia. Dạ. Con quay phim con giúp đỡ cho bà cô đó. Cái bà cô đó bà nuôi con chó đẻ cũng như ông vậy á. Con không có biết. À. Cái con chó mẹ nó chạy ra ở ngoài. Dạ. Còn mấy con chó con ở trong nhà bếp. Cái con cũng xin đi vô trong nhà bếp con quay như gì nè. Cái con vừa đi vô cái ổ quà con chó mẹ nó nhảy vô nó phập con một phát. Con về con tiêm ngừa hai mũi mấy trăm ngàn. Ừ. Chó cắn, để cắn là độc lắm. Cho nên con sợ, con thấy con chó đĩa nằm đó con sợ con không dám vô. để giờ không biết luôn cả nhà. Chó này không cắn đâu. Chắc không ông? À, không cắn. Vậy hả? À. À, con lạ vô chắc nó không cắn đâu hả? Để con coi thử lại chút cái kỹ nhà ông chứ. Thấy nó ốm quá. Trời ơi, chỗ ông ở này cả nhà. Đây nè, con chó mẹ nằm với mấy chó con này không dám bước cái đó nha. Trời ơi, ông ngủ trên cái võng này của mấy anh chị. Có gạo, có mì nữa kìa. Ôi. Con thấy ở trong đó có gạo, có mì người ta mới tặng cho ông hả? Dạ. Dạ. À. Trời ơi, cái chòi như gì là con nói là thiệt nha, nếu mà trời mưa to mà gió nữa thì chắc chắn là ngủ chứ không có yên. Trời ơi, vậy mà ông vẫn vui vẻ ông sống như vậy. Ở đây mình tắm rửa mình giặt đồ là ông ra ngoài mương ông giặt hả? Dạ. Đây này con thấy đồ ông treo nè. Rồi cái cây điều này là ông thiết kế là để treo đồ, phơi đồ luôn cả nhà. Đây là có đèn dây nè. Đó. Ông cột qua đây để ông mà phơi. Ông phơi đồ ở đây nữa nè cô bác anh chị. Mấy cái quần, mấy cái áo nè. Rồi cái nón ông dắt trên kia nữa kìa. Đây. Tính ra là cây điều này là ông dùng nó với lại rất là nhiều việc luôn á. Quần áo ông chắc tứ tung luôn nè. Ủa ông ơi, ông mặc tả hả? À. Đây nè. Ủa cái gì mà nó bay mùi kỳ vậy ta? Ừ, cái gì vậy ông, cái gì đây vậy? Nấu cháo. Nấu cháo hả? À, nóng. À. Nóng, đổi cháo nhỏ. Ông lấy cái này ông đụng đầu hả? À. Ủa cái này cái tả em bé mà sao ông đụng đầu hay vậy? Bỏ rồi. Bỏ rồi hả? À, bỏ rồi. Dạ bỏ rồi chứ không, tưởng ông lấy này ông đụng đầu chết rồi. Luôn à. Cái gì đây ta? Ủa cái bàn chải ông thiết kế ông bỏ vô trong cái cây để ông trà cả nhà. Tính ra ông thiết kế cũng hay đó nha. Ở đây thì Kha thấy ông có hai cái lồng gà. Cái kia cái chuồng gà hả ông? Đó hả? Cái đó cái chuồng gà hả? Ừ. Dạ. Wow. Tính ra ông sống ở đây một mình cũng dữ rồi nha. Con mà kêu con sống ở đây một mình chắc con không dám sống đâu. Không dám sống rồi. Con sợ. Ui cái gì vậy? Wow. Con gà nhảy vô bếp hay sao ông ơi? Ui. Đi ra. Ông biết sao không?
Nếu như mà sống ở đây một mình á, là thứ nhất là sợ ma nè, thứ hai là sợ rắn, sợ nhiều thứ lắm. Mà ông sống ở đây một mình, ông dạng nó chưa? Ma sợ gì? Kiểu như là cái quan niệm của ông á, là họ mất rồi còn cái bộ xương không, mình không có sợ ha. Dạ. Theo như con thấy thì chắc ông là ông chỉ sợ người thôi, ông sợ ăn trộm thôi, đúng không? Hả? Ăn trộm bắt gà của ông. Thấy thương ông ghê cả nhà. Rồi trưa nay ông ăn cái gì chưa? Dạ. Trưa nay ông ăn cái gì chưa? Ăn cơm. Cơm ông nấu cơm chưa? Đó, nấu rồi đó. Ông nấu cơm rồi, hôm đâu con có nồi cơm, nãy giờ con thấy cái xô mà không biết xô gì. Quá là nóng. À, ông nấu cơm đây. Ủa? Con thấy cái xô cơm ông nấu vậy rồi, ông ăn cơm với cái gì? Ăn cơm với mắm nè. Nào mắm đâu? Hả? Ủa? Chứ trưa nay không có cá thịt gì ăn à ông? Có. Sao mình không đi mua cá mình ăn? Cá à? Dạ, mua cá khô đồ á. Cá khô... Có. Có không? Sao mình không nấu canh cá khô mình ăn? Mua... Tôi mua mà để lại đó là một nắm để tôi ăn cơm đi. Vậy hả? Rồi ông ngồi lên cái nắp cơm. Ông lấy cá khô hả? À. Dạ. Đây này. Đâu lấy con co thử cá khô ông? Cá khô. Bữa ăn mua một chút vậy à. Đâu con coi thử rồi. À, cá cơm á. Ủa? Đó, ăn một bữa. Một bữa ăn ông ăn nhiêu này á hả? Hả? Ờ sao đủ? Rồi. Đủ. Đủ chứ. Trời ơi. À đó. Bữa ăn là... Bữa cái này nấu. Rồi xong rồi ăn hết cái đó rồi đi mua nữa hả? À. Rồi mua. Yeah. Rồi thấy thương ông ghê cả nhà. Còn có miếng cá khô đó mà. Ủa rồi sao giờ này ông không nấu cá khô rồi lát nữa ông ăn cơm với mắm không mà hả? À. Cá khô chiều ăn hả? Rồi thấy thương ghê cả nhà. Ở đây á ông có ăn lá đu đủ không? À. Ăn hả? À. Con thấy bà con đồng bào mình ưu ăn lá đu đủ lắm nha. Đủ có lá đu đủ ăn với cơm ngon lắm. Con nghe nói ăn ngon lắm hả ông? Dạ. Nó đắng chằn mà sao ăn hay vậy? Con ăn không có được đâu, nó đắng lắm. À. Hình như là kiểu như là mình ăn quen rồi á, cái là mình à, ăn mình thấy nó quen ngon. Quen rồi, không đắng nữa. Dạ. Trời ơi. Nhìn ông thấy thương ngay cả nhà. À quên chứ. Nãy giờ con nói chuyện với ông mà có một cái điều này con quên hỏi ông. Cái cây điều ở sau lưng ông nè. Cái dạ. Cây điều này nó sống bao nhiêu lâu mà sao nó bự dữ gì ông? Mấy chục năm rồi. Nó được 50 năm chưa ông? À, trồng gốc cái điều nè là năm 77. Năm 77? À, năm 77. Vậy là giải phóng xong 2 năm là trồng nó luôn. Đó. Ủa vậy tính ra tới đây 40 mấy năm rồi. À 40 mấy năm rồi. Quá dữ luôn. Ủa mà vậy mà bây giờ nó vẫn còn ra trái được luôn hả ông? Dạ. Vậy mà bây giờ nó vẫn còn ra trái được luôn hả? Trái ít à. Trái à, không... Đúng rồi nó ít thiệt. Già rồi trái không ngon nữa đâu. Kiểu như càng già là nó ra không nổi nữa hơn ông hả? À ra không nổi nữa. Vậy là... Có một năm á là... À, thu hoạch cũng được là 2-3 triệu vậy. Cái cây điều này hả? Ờ. À. Một năm 2-3 triệu? Ờ. À, một năm thu hoạch mua này là có 2-3 triệu được. Ý là theo như ông đoán, nếu như mà cái mùa như gì á, là à, cuối năm nay sẽ được 2-3 triệu tiền hộp điều á hả? À. Dạ. Ủa cái cây điều 40 mấy gần 50 năm mà tới bây giờ vẫn còn thu hoạch được như vậy cũng là dữ rồi nha ông nha. Ủa nó sống dài thiệt hả chú? Wow. Tính ra là mấy cái cây ăn trái năm 77 trồng á
là 2023 này là mấy chục năm rồi. 2023 này từ năm 77 tới giờ là 77 này, 87, 97, 207, 217. Tới năm 2004, 4 năm nữa là nó tròn 50 năm. À. Dạ, 4 năm nữa là nó tròn 50 năm tuổi. À. Ôi, dữ rồi cả nhà. Vậy mà bây giờ vẫn còn thu hoạch được 1 năm 2-3 triệu, ông giữ cái điều này tính ra cũng quá dữ rồi nha. Ui, nó to đùng luôn. Giờ ông sử dụng cái cây điều này làm rất là nhiều việc luôn cả nhà. Chẳng hạn như móc đồ nè, cột đồ nè. Ngày nào ông cũng ra đây ông ngồi cho mát hết á hả? Dạ. Ngày nào ông cũng ngồi đây cho mát hết á hả? Dạ. Dạ. Mùa này nóng nắng quá, mình chung vô đó mình nằm chắc cũng chịu không nổi đâu ông ha. Nóng quá. Ôi, ông thấy vất vả quá cả nhà. Hồi xưa cái lúc mà còn trẻ á, mình thường làm cái công việc gì thưa ông? Hồi xưa cái lúc mà ông còn trẻ, ông còn sức khỏe á, ông thường đi làm cái công việc gì? Hồi xưa là làm rẫy. Dạ. Còn trẻ làm rẫy của cha mẹ. Làm rẫy cho cha mẹ. Dạ. Rồi xong rồi cưới vợ về. Dạ. Cưới vợ về rồi bên mình là ông đi theo vợ phải không? Cưới vợ về là mình đi theo vợ phải không ông? À, đi theo vợ. Dạ. Cưới vợ đi theo vợ. Dạ. Con hỏi vui một cái nha. Hồi đó vợ ông đẹp gái không? Hả? Hồi đó vợ của ông á đẹp gái không? Không, đẹp lắm rồi nhưng mà là ân nhau là ở với nhau. Là mất bà mất thì tôi còn. Dạ. Tức là ông nói là vợ của ông thì không có đẹp hả? À. Ủa, con thấy thường á nha, con thấy thường là đàn ông là thích phụ nữ đẹp lắm mà, sao mà vợ mình không đẹp mà sao ông thương hay vậy? Tức là vợ mình có cái điểm gì để cho ông thương không? Dạ. Chắc là vợ ông có một cái điểm gì đó đặc biệt để cho ông thương vợ mình đúng không? Đúng không con đó đúng không? Nhưng mà bây giờ thì vợ đã mất rồi, còn một mình cô đơn như thế này. Chắc con nghĩ nhắc này, nhắc lại vợ mình chắc ông buồn lắm phải không? Ông có buồn không? Không. Không hả? Bà mất lâu rồi thì chắc mình cũng quên đi phải không ông? À. Dạ. Thấy thương ông ghê cả nhà. Hôm nay ông biết con tới đây làm cái gì không? Dạ. Ông biết hôm nay con tới đây để làm cái gì không? Có biết. Dạ. Không biết hả? Dạ. Mà thấy con vô đây và cái gì là tôi là ở một mình. Ở một mình của ta là cũng có anh em, chị em, con cháu. Nhưng mà tôi cũng chịu ở làng. Dạ. À, ở rẫy. Dạ. Ở rẫy để chăn gà ít con. Dạ. Để giữ gà nữa. Dạ. Chứ có ăn trộm, tôi nói nãy là bao. Một lần trộm là 2-3 con, giờ mấy lần là bây giờ mấy con rồi á. Dạ. Cho nên lúc nãy ông nói là ông hận mấy ăn trộm đúng không? Dạ. Ông ghét mấy ăn trộm đúng không? Không, không biết, cứ biết, không biết thằng nào. Ông mà gặp thằng nào vô ăn trộm là ông quýnh luôn không? À. Lúc nãy ông nói mà. Cái mà con nói ví dụ nha, lỡ như mà con ăn trộm gà chắc ông chắc quýnh con luôn á. Hút con luôn á. Nói chung á là cô bé anh chị, ông vẫn có con cháu thường xuyên tới để thăm ông. Và ông vẫn thường xuyên về dưới làng nhà con cháu để ông lấy những cái... chẳng hạn như là nước uống này hoặc là thức ăn gì đó. Đó thì bởi vì cái tính của ông là ông thích sống một mình, ẩn danh ở trong cái khu rẫy này, ở trong cái căn chòi này. Đó thì ông chia sẻ nãy giờ như vậy, chỉ có một điều ngặt nghẽo là ông nuôi mấy con gà bị ăn trộm nó vào, nó bắt hết 10 mấy con của mấy anh chị. Và hiện tại thì ông rất là hận những ăn trộm bắt gà. Người ta thường có câu là chó nào chó sủa lỗ không, hỏng thằng ăn trộm thì cũng ông ăn mày đúng không? Người ta nói ăn mày á
thì mình gọi bằng ông à. Còn ăn trộm thì mình kêu bằng thằng. Bởi vì ông đó ông quyết ăn trộm là đúng á. Thì hôm nay tình cờ thấy được hoàn cảnh của ông thì thấy rất là thương luôn cả nhà. Hôm nay con đến đây thăm ông thì con có một món quà nhỏ gửi tới cho ông để dành ông mua cá, mua gạo ông ăn qua ngày nha. Dạ. Dạ. Hôm nay gặp con ông vui không? Vui. Nãy giờ nói chuyện với con vui quá chừng. Mà không biết tên mấy cháu. Rồi. Trời trời, cái con ong nó bay tới con sợ nó đốt con. Dạ. Cái con ong bự nó bay tới con sợ nó quất con. Con tên là Kha. Dạ. Ông nhớ tên con nha. Hãy mai mốt mà con nào nó tới mà nó nói tên Kha là đó là con nha, ông nhớ con nha. Ngài nhớ bản mặt con nha, ó ông nhớ nha. Ó rất là đẹp trai luôn. Rồi, hôm nay con tới con tặng cho ông một món quà nhỏ nha. Dạ. Thì hôm nay đến đây thăm ông. Ở đây con có một số tiền nhỏ. Đó là 500 ngàn. 500 ngàn của cô sinh ở bên Mỹ. Dạ. Với lại 100 ngàn là tiền của con. Là 600 ngàn. Dạ. Con gửi tặng cho ông nha. Rồi, ông nhận tiền ấy. Ông tiền nhận. Dạ. Dạ. Ông cảm ơn cô sinh ở bên Mỹ này. Ông nhìn vô trong đây này, ông cảm ơn cô sinh. Nè, ông nhìn vô trong cái máy quay con này, ông cảm ơn cô sinh. Ông nói đi. Tâm người. Cảm ơn cô sinh. Ông nói vậy á. Cảm ơn cô sinh. Dạ rồi, được rồi. Trời ơi. Ủa mà con nói ông nghe, ông hồi đó giờ ông có cầm cái tờ 500 ngàn này lần nào chưa? Chưa. Yeah. Cái tờ là 500 ngàn luôn nha ông nha. Dạ. Yeah. Dạ, đi mua đồ ở chừng lộn á. Người ta thối cái mất tiền mình á. Yeah. Dạ, ông cắt tiền đi. Ông sợ nhiều khi ông hồi đó giờ ông chưa có mua cái tờ đó, ông không biết cái bệnh giá của nó. À, chưa có tờ 500, có làm cái gì đâu mà tờ 500. Ví dụ như ông đi nhặt ve chai một ngày ông bán được 1 triệu không? Không có đâu. Không có hả? À. Nhặt ve chai ngày bán nhiêu tiền? Là 1 ký có 1 ngàn làm sao đi lụm. 1 ký có 1 ngàn à hả? À, 1 ký 1 ngàn. 1 ký 1 ngàn vậy một ngày mình lụm được 1 tấn không? Hả? Một ngày ông lụm được 1 tấn dây chai không? Một ngày lụm nhiều ngày à? Nhiều ngày. À, nhiều ngày mới có. Dạ. Chứ nếu như mà 1 ký là 1 ngàn mà một ngày ông lụm 1 tấn thì ông bán 1 triệu. Vui không ông? Bữa nay đi gặp con nói chuyện vui không? Chọc ông cho vui chút vậy nha. Ông cắt tiền ơi. Yeah. Nhìn ông rất là thương luôn cả nhà. Thì hôm nay hữu duyên đến thăm ông, con tặng ông một ít tiền như vậy. Bây giờ xin phép ông con đi về. Yeah. Nếu mai mốt có duyên đến đây nữa thì con lại tiếp tục ghé đến đây để thăm ông nha. Yeah. Dạ. Ông ở đây á, ông có điện không? Không có. Hồi đó giờ á, ông có biết cái cục điện năng lượng mặt trời không? Không. Ông có muốn là cái chòi mình mai mốt nó có ánh sáng không? Con nói ông nghe nè. Hễ mà mai mốt mà có duyên ai mà tặng tiền cho ông á, con sẽ mua cho ông một cái điện năng lượng mặt trời khoảng 500-600 ngàn con bắt cho ông chịu không? Không. Thì sao không chịu? Không chịu. Bắt cho nó sáng. Ông không muốn có điện không hả? Ông thích ở vậy hả? À, thích ở vậy. Trời ơi. Vậy. Vậy tính ra là ông thích sống một mình ẩn danh trong rẫy không có điện đuốc. Thì thôi cũng được, chiều theo ý ông. Nói chung là hữu duyên mai mốt nếu có duyên đi ngang đây thì con ghé con thăm ông nữa nha. Dạ. Dạ, bây giờ xin phép chào ông, con đi về. Dạ. Kha cảm ơn cả nhà mình đã bỏ thời gian ra làm video cùng với Kha. Cô bé anh chị yêu quý Kha hãy cho Kha xin một lượt chia sẻ video lên Facebook để cho nhiều người biết đến về hoàn cảnh của ông. Và đừng quên để lại cho Kha một lượt đăng ký kênh để theo dõi những video Kha up lên. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn anh chị ở video tiếp theo. Bye bye.